Mọi người, tôi là Lý Mùi Phin. Ngày hôm nay tôi có một số lời khuyên dành cho những anh chị nào bị thoái hóa khớp. Trước tiên thì tôi nói về thoái hóa. Thoái hóa là tình trạng sụn và xương dưới sụn bị tổn thương và gây viêm nhiễm và gây đau đớn cho người bệnh. Thoái hóa thường gặp ở thoái hóa đốt sống cổ, thoái hóa đốt sống lưng và thoái hóa khớp háng và thoái hóa khớp gối. Khi mà cái tình trạng này thì tình trạng thoái hóa nó sẽ làm cho người bệnh đau đớn và khó khăn vận động và bất tiện trong một số công việc, cũng ảnh hưởng trực tiếp đến công việc của người bệnh. Thì ngày hôm nay để giảm bớt cái sự bất tiện đó cho người bệnh thì tôi có 5 lời khuyên dành cho những người nào bệnh là bị thoái hóa khớp. Lời khuyên đầu tiên đó là vận động. Tại vì phần đa số bệnh nhân của Phin thì khi mà gọi điện trực tiếp đến Phin để được tư vấn thì mà hầu hết là bệnh nhân lo lắng và không dám vận động, không dám tập luyện. Tại vì khi mà thoái hóa, bệnh nhân bị sợ là trong quá trình mình vận động, mình tập luyện thì nó sẽ làm đau tăng cái vùng mình bị viêm và bị thoái hóa. Nhưng mà trên thực tế thì không phải như vậy. Tại vì ví dụ như là mình bị thoái hóa đốt sống cổ chẳng hạn. Khi mà mình thoái hóa đốt sống cổ thì nó sẽ gây đau và mỏi ở vùng cổ, đúng không ạ? Khi mà gây đau mỏi ở vùng cổ thì cái cơ ở cái vùng cổ đó thì nó sẽ co lại để chống cơn đau, cơn mỏi. Thì khi mà cơ co lại thì nó sẽ lại cứng lại cơ. Khi mà cứng cơ thì máu không lưu thông lên não được tốt và thậm chí là còn bị tê xuống tay, đó là máu không lưu thông được. Thì trong quá trình mình vận động thì thứ nhất nó sẽ giúp mình làm mềm cái cơ, và thứ hai thì giảm đau, và thứ ba nó tăng thêm cái sự dẻo dai của cái khớp của mình. Và một lời khuyên thứ hai đó là bảo vệ cái khớp xương của mình. Mục đích bảo vệ cái khớp xương của mình đó là làm giảm đau và giảm sự căng thẳng tác động lên khớp. Nên là chúng ta chú ý đến những tín hiệu gây đau và tránh vận động những cái các động tác mạnh, và chúng ta đã tập luyện nghỉ ngơi hợp lý và tránh làm quá sức và tránh làm quá nặng. Và một lời khuyên thứ ba đó là tăng cân. Tại vì ví dụ như mình thoái hóa khớp gối chẳng hạn, thì trong quá trình mình thoái hóa khớp gối mà mình tăng cân lên thì toàn trọng lượng cơ thể nó sẽ dồn xuống khớp gối và gây áp lực cho khớp gối. Nên là trong thời gian này thì chúng ta ăn uống cố gắng tránh những cái đồ béo để mình không bị tăng cân, và mình giữ cái cân nặng, mình duy trì cái cân nặng hợp lý để tránh áp lực lên cái khớp của mình. Và một cái lời khuyên thứ tư đó là ăn uống bổ sung nhiều chất dinh dưỡng và canxi. Thì chúng ta sẽ bổ sung canxi bằng đường ăn uống. Ăn thịt heo, ăn thịt gia cầm và ăn tôm cua cá. Và ngoài ra chúng ta sẽ ăn thêm những cái rau củ quả giàu chất canxi như là cần tây, tỏi tây và cải thìa và một số rau quả khác. Một cái lời khuyên thứ năm đó là lựa chọn những cái bài tập thể dục nhẹ nhàng. Tại vì khi mà mình bị cái xương khớp của mình đau rồi thì mình sẽ không tập những cái động tác nặng nhé. Mình tập luyện những cái bài tập nhẹ nhàng, ví dụ như là đạp xe đạp, hay là mình tập yoga, mình tập bơi lội, những cái môn thể thao nhẹ nhàng như vậy thì giúp cái xương khớp của mình không bị áp lực lên cái xương khớp, không tạo nhiều áp lực lên cái xương khớp của mình. Và mỗi ngày chúng ta hãy dành ra 30 phút tập luyện, để tôi tin chắc rằng là cái phần đau xương khớp của bạn sẽ được cải thiện rõ rệt. Và ngày hôm nay tôi chia sẻ 5 cái lời khuyên này thì cho các anh chị, tôi mong muốn là các anh chị áp dụng 5 cái lời khuyên này thì mình có được cái xương khớp khỏe mạnh. Và nếu như các anh chị không muốn bỏ qua những cái video tiếp theo của Phin thì hãy đăng ký ngày hôm nay để nhận được những cái video của Phin sớm nhất. Và đến buổi Phin xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị trong video tiếp theo.